Tại sao hàng lỗi lại không đổi? Dạ chị thông cảm, thùng hàng của chị đã hết thời gian đổi trả rồi ạ. Nhưng mà do bên cô giao lộn mẫu, bây giờ hàng lỗi tại sao lại không đổi? Sếp của cô đâu? Cho tôi gặp sếp của cô. Dạ. Em chào chị. Em đã xem về đơn hàng của chị. Khi giao hàng bên em đã dặn rất kỹ là khách hàng phải kiểm tra và phản hồi trong vòng một ngày. Đúng. Nếu quá một ngày thì sẽ hết thời hạn đổi trả. Do đây là thực phẩm tươi, không thể để quá lâu. Rất xin lỗi chị vì sự bất tiện này, nhưng đó là quy định của bên em. Quy định cái con khỉ gì? Tôi chưa từng nghe cái quy định này bao giờ cả. Sếp của cô đâu? Kêu sếp của cô ra đây. Em là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây, chị cứ làm việc với em là được. Nhưng mà cách giải quyết của cô tôi không đồng ý. Kêu giám đốc của cô ra đây. Cô có nghe tôi nói gì không vậy? Cô bị điếc hả? Cho dù bây giờ chị có gặp giám đốc của bên em thì cũng không thể thay đổi được việc này. Em là người phụ trách về đơn hàng, cho nên em phải xử lý cái việc này. Không thể làm phiền giám đốc chỉ vì một cái đơn hàng nhỏ như thế này được. Cô... Tôi chính là giám đốc công ty này. Câu trả lời của tôi dành cho chị cũng y hệt như những gì nhân viên của tôi vừa rồi giải thích với chị. Nếu chị không đồng ý thì có thể báo cáo với quản lý thị trường. Nếu mà chị còn động tay động chân thêm một lần nào nữa thì chúng ta sẽ đổi địa điểm nói chuyện, cụ thể là đồn công an. Mấy người định hù dọa tôi hả? Tôi sẽ không lấy hàng của mấy người nữa. Coi chừng tôi đó.